rộn ràng, hồ vàng phát lộc. Cơ hội quay số trúng thưởng với 90 xe Yamaha, 90 chỉ vàng SJC và 1.000 thẻ cào điện thoại. Lì xì 2 triệu đồng khi mua Grande và Genus, 7 triệu đồng khi mua Frigo S và 5 triệu đồng khi mua Frigo. Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với channel của Mai Anh Tài. Ngày hôm nay mình tiếp tục làm series hát người lạ cho các bạn. Và trước khi vào video, các bạn nhớ cho mình một like, một share nha. Và nhớ subscribe Mai Anh Tài Official nữa. Và đây, nhân thể mình đang có con guitar Sao Mai này. Và hiện tại thì guitar Sao Mai đang có chương trình giảm giá 10% với cây đàn mẫu này của mình đang chơi. Hiện tại mình để link cây đàn này ở dưới phần mô tả nha. Anh em chỉ cần đọc password Mai Tài cover là được giảm giá 10% ngay. Ok, còn bây giờ thì vào video thôi. Em ơi, hello. Em cho anh ngồi nhờ tí được không? Thank you em. Xóa xin đừng lấy em đi, hãy mang em về chốn xuân thì. Ngày nào còn bồi hồi tóc xanh, ngày nào còn trò chuyện với anh. Em nói em thương anh mà, nói em yêu anh mà, cớ sao ta lại hóa đơn lên lòng người. Nàng dư dàng tuyển em phố Vinh, đem ra người chẳng cần cố xin. Nàng dịu dàng tựa đèn phố Vinh, đem ra người chẳng cần cố xin. Em ơi, anh ngồi đây tập đàn thì có làm phiền em không? Dạ không ạ. Anh chỉ sợ anh đánh đàn to quá làm phiền em. Thank you em nha. Hỏi không phải là em có hẹn bạn ra đây không? Dạ có. Có à? Bạn em đợi bạn lâu chưa? Dạ em mới ra. Thế anh xin ngồi nhờ một tí nhá. Khi nào bạn em đến thì anh... Tại hôm nay công việc đông quá nhiều. Anh không muốn tìm được chỗ ngồi. Dạ. Hỏi không phải em thấy anh hát bài vừa rồi nào? Dạ. Ok không? Hay. Anh cảm ơn. Anh định chuẩn bị đi thi. Anh chuẩn bị đi thi nên là định hát bài đấy đi thi. Có cái chương trình ở công ty anh. Nên là đang định đi thi bài đấy vòng đầu tiên. Nên là chắc là ổn nhỉ? Dạ. À, cũng là chương trình tiếng hát sinh viên, chương trình tiếng hát công nhân viên của công ty, nhưng mà kiểu chương trình cuối năm ấy. Kiểu là sẽ tổ chức party các thứ, dân party ấy, nhưng mà kiểu là có lồng cả chương trình mấy cái tiết mục vào ấy. Thế là anh định đi thi. Chắc là ok nhỉ? Ok, ok. Em ơi, hồi nãy sao em thấy đoạn đó nó hay mà sao đoạn khúc giữa sao anh hát nhanh cho anh thi đấy? Ôi, Lưu Thuyền á? À? Vâng. Anh hát bình thường mà nhỉ? Anh hát lại đi. Anh chả biết như thế nào. Chắc là anh kiểu là bài này anh tập lâu rồi, định thi nhưng mà quái lạ sao nhỉ? Liên thuyên đoạn đầu. Đoạn đầu bình thường đúng không? Dạ, đoạn đầu hay nhưng mà sao lại giữa anh cứ liên thuyên đấy. Thế á? Hay là ngồi cạnh em xong anh hơi bối rối nhỉ? Từ nãy giờ nói chuyện quên chưa hỏi tên em. Tên gì đấy? Em tên là Thi. Thi à? Dạ. À, anh tên là Tài. Em đoán xem. À, nghe đàn là em biết rồi đúng không? Em sinh năm bao nhiêu? Ui, em 203. Ui, anh hơn em 10 tuổi. Anh 93 rồi. Ui, em 203 là năm nhất à? Em mới nhưng mà mới cho có bà đúng không? Dạ đúng. Mới sao?
trẻ thế nhỉ? Anh 93, anh già rồi. Nhà em gần đây không? Dạ, nhà em Phú Nhuận. Cũng không gần lắm. Còn anh quận 2. Quận 2, tí nữa em quận 2. Thế à? Thế thì... tí nữa anh cũng ra quận 2, anh về nhà. Thế là cùng đường rồi. Thực ra cái chương trình cuối năm của anh thi ấy thì là bọn anh thi mấy vòng cơ. Đấy, như kiểu là qua vòng 1 xong qua đời đến vòng 2, vòng 3, vòng 3 chung kết. Thì anh cũng chuẩn bị mấy bài. Anh tính kiểu gì mình cũng thi cũng ok ấy, cũng vào, có thể vào được chung kết. Nên là chuẩn bị mấy bài cơ, em nghe bài nữa. Anh nghe bài nữa đây. Ok, anh nghe bài nữa nhá. Bài cái câu đầu là cái gì nhỉ? Quên. Em biết bài Đã Lỡ Yêu Em nhiều không? Dạ. Đấy, anh để hát bài đấy. Bài đấy khá là hay. Bài đó từ trước em thích nghe bài đó lắm. Thế à? Thế nghe là... hoài luôn, em cũng nghe hoài luôn. Thế thì anh sẽ hát tặng em bài này luôn. À, Đã Lỡ Yêu Em nhiều rồi thì anh chỉ biết ngắm mưa. Thề luôn là anh hay bị quên lời lắm. Sợ nhất là quả quên lời thôi. Đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh chỉ biết ngắm mưa. Nhìn qua hàng cây được bao nhiêu hạt mưa. Là trong anh còn bấy nhiêu nỗi nhớ em. Đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh chỉ biết đêm sao. Nhìn lên trời cao được bao nhiêu vì sao. Là trong anh còn bấy nhiêu những nỗi lo. Sợ mình đánh mất em khi thu vừa sang lá xanh bông úa vàng. Khi mưa còn chưa tới em thay người yêu mới. No, no. Sợ mình sẽ khiến em yêu phải nhà đơn giữa mênh mông bốn bề. Em ơi chờ anh với, chỉ biết nói cho em nghe về tôi. Vì đã lỡ yêu em rồi, chẳng dám hứa xa rồi. Cứ nhắm mắt em lại và phiêu mang lơm. Dù nắng mưa bao mùa thì tình vẫn luôn đây mà. Chẳng phải kiếm đâu xa, vẫn giữ đó bầu trời của riêng chúng ta. Để gió mang đi về một nơi không người đã lỡ. Một người lỡ yêu. Love you so, baby love you so. Mình phải bước chậm lại vì ngày mai rất dài. Đã lỡ yêu vì một người lỡ yêu. Love you so, baby love you so. Mình phải bước chậm lại vì ngày mai rất dài. Hay dữ chưa? Hay không? Hay luôn. Hát vậy đủ vào không? Em muốn nghe bài nữa à? Được, tiện đàn anh đánh cho. Nằm ngủ em du á? Nằm ngủ em du của Bích Phương đúng không? Được. Anh cũng thích bài đấy lắm. Không hiểu sao anh lại rất thích. Anh nói vậy thôi nha, anh rất thích hát những bài của con gái nhá. Không sao. Thôi nhưng mà anh thẳng nha. Anh thẳng. Nhưng mà anh nhưng mà không hiểu sao anh rất thích nghe những bài của con gái, nhất là Bích Phương. Nhiều bài hay. Đẹp mà, đúng không? Idol của em. Idol của em à? Vâng. Chết rồi, bài này phải hát thật hay mới được. Xem nào. Đừng che giấu em nhé nếu em đang buồn. Người an vui thường trắng thứ đêm thứ. Việc chỉ công việc em muốn kể thì em cứ kể anh nghe. Đừng chỉ biết cố gắng mãi trong im lặng. Vài hôm em mệt quá ôm đi anh chăm. Một chuyện công việc anh thấy đủ thì ta thấy đủ thôi em. Quên tạm đi trái ngang, quên lòng người dối gian, quên được và mơ màng.
cánh bay ngả lưng trên đá mây. Đừng che giấu anh nhé nếu em đang buồn, người an vui thường trắng thức đêm cứ buồn. Mệt chuyện công việc em muốn kể thì em cứ kể anh nghe. Wow, yeah. Mặc dù bài này anh hát nó chưa được hay lắm nhưng mà anh thấy cũng ổn. Tập qua một tí nữa là thi trong thi chung kết bài này luôn. Thế nào? Nhưng mà em thấy bài ok. Ok. Thế anh thi bài này luôn. Thank you em. Nhân gợi ý cho bài hay quá. Bài đó hay kiểu mà em Nhưng mà em rủ bạn ra đây làm gì đấy? Dạ em đi tối và em đi sinh nhật ạ. Sinh nhật à? Dạ. À, sinh nhật hẹn nhau ở công viên. À nghĩa là gặp nhau ở đây rồi đúng không? Dạ. À, nhưng mà bạn trai bạn gái? Dạ, trai gái có đủ ạ? Trai gái có đủ ạ? À, à. Anh tưởng hẹn bạn trai, anh ngại quá thì ngồi đánh đàn đây thì nếu bạn ra thì anh lại hơi ngại. Em lại hơi khó xử. À, anh nhà anh quận 2 nhưng mà từ tối anh cũng sang nhà bác. Nhà bác anh gần đây. Nhưng mà ba anh lại đi công việc nên là anh lại không biết ngồi đâu. Mà anh này anh biết công viên này, lần trước cũng đi qua vào rồi, nhìn thấy rồi nên là định ra đây chơi một tí, ngồi linh tinh, ngồi nghỉ thôi ấy. Nhân thấy em nên là anh xin ngồi cạnh bàn cho nghe, có người nhận xét luôn để mấy hôm nữa đi thi. Đéo tin. Thế em có muốn nói gì với anh không? Thì tốt à? Dạ. À, không phải như thế mà em không muốn xin, em không định xin Facebook anh à? Em phải xin Facebook anh đi chứ. Anh thấy em thích nghe hát mà đúng không? Dạ. Đúng rồi. Anh đùa đấy, cho anh xin Facebook em. Dạ. Anh xin Facebook em là gì đấy? Thi anh Nghĩa nè. Thi anh Nghĩa nè. À, thi y ngắn à? À, tên ông nội. Ơ, anh cũng là tên ông nội anh đặt cho. Dạ, tại nhà em là hai chị đầu là mẹ đặt cho, còn em là riêng ông nội. À, em là út à? Dạ, còn một thằng nhỏ nữa. À, cũng nhà bốn người cơ. Dạ. Ôi, vui nhỉ. Anh về sau anh cũng tính là đẻ bốn đứa con, nhưng nó vui. Ơ, nhưng mà em có thấy em ở đây không? Khi anh Nguyễn. Đây. Dạ, đúng rồi. À. Anh ép không được, anh comment vào cái bài của em á. Like một phát luôn. Ui. Xinh ấy. Em thấy rồi. Nha, à, anh là Mai Anh Tài ấy. Dạ, em thấy. Khi nào anh thi thoảng anh cũng hay anh có một câu lạc bộ guitar ở đây. Em nếu muốn nghe hát ấy thì khi nhắn tin cho anh. Hôm nào câu lạc bộ anh họp hay họp mấy chỗ công viên này lắm. Nhiều công viên nữa, có chỗ ở chỗ nhà thờ Đức Bà nữa cơ. Dạ. Đấy, phố đi bộ nữa. Nếu em thích thì có thể nhập hội cùng anh, vui lắm. Có cả con gái con trai, khá là vui. Em à, ok, anh nhìn đến giờ. Hồi nãy chị em cũng tập guitar ở nhà. Ờ, chị em cũng tập guitar. Dạ, chị em biết đánh cả piano thôi. À. Đa tài quá nhỉ. Hồi xưa học à, thế là chắc cũng nghe chị hát nhiều, chắc là anh hát chơi chơi thôi nên là cũng... em cũng hát chơi chơi. Anh sẽ nhận rồi à? Đấy nên là em mặc câu lạc bộ anh nhiều anh đẹp trai, nhiều anh hát hay lắm, nhiều anh hát hay cực, nhưng mà đẹp trai nhất thì vẫn là anh. Anh giới thiệu trước như thế là được. Thế nhá, thế hôm nào ấy thì hôm nào muốn gì anh nhắn tin cho. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi đến những giây phút cuối cùng của clip ngày hôm nay. Và nếu các bạn thấy hay thì nhớ cho mình một like và một share ở Mai Anh Tài Official nhé. À, nhớ subscribe kênh nữa. À, ngoài ra thì các bạn nếu có ý tưởng gì mới thì các bạn có thể comment ở dưới bên dưới phần bình luận. Thì mình sẽ đọc tất cả các bình luận của các bạn. Và nếu có ý tưởng nào phù hợp thì mình sẽ... đó sẽ là chủ đề cho clip tiếp theo.
Ok không ạ? Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.